Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một món ăn mà ai cũng chắc hẳn là các bạn đã biết. Đó là cái món sushi. Nhưng mình thì không thích ăn sushi lắm. Nhưng mà có một cái món này gọi là sushi. Nhưng mà cái hình dạng của nó nhìn vô là bắt mắt, rất là bắt mắt. Và nhìn vô là muốn ăn liền. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Đây, đây là dĩa sushi của mình. Hấp dẫn chưa? Nó gồm có cái này là sushi candy, kẹo, làm bằng kẹo. Nhưng mà là này là có cá nè, hình con cá nè. Đó. Cái này marshmallow. Nguyên một dĩa nó vậy đây. Đó, hấp dẫn chưa? Mình mở ra cái mùi thơm của nó ngạt ngọt ngào luôn. Hôm nay mình ăn thử nha. Cái mùi vị nó như thế nào, nó rất là thơm. Ăn cái này trước đi. Phải dùng đũa. Người châu Á mà. Để sao không thấy. Đây. Đây. Con cá. Này. Giống như miếng cơm có con cá. Ừ. Marshmallow nó dai thơm. Con cá thì nó dai, nó giòn. Thơm, ngon. Có vị chua chua. Này mùi cam. Quá thơm, rất hấp dẫn. Nhìn vô là, nhìn cái khay này là muốn ăn liền. Nó có 21 cái. Một hộp thì nó có 21 cái. Rồi mình ăn thử con tép nha. Đây. Con tép. Này mùi strawberry, mùi dâu. Sushi này nó làm bằng kẹo á, bằng kẹo dẻo á, rất là thơm luôn. Đây. Ăn thử này nè, khoanh sushi, đây. Có miếng cá siêu mạnh. chua, ngọt ngọt. Đây, ngon.
Cái này nó có chua chua, nó có ớt, nó áo một cái lớp đường ở trên á, ăn nó ngọt ngọt, dai của marshmallow. Còn cái này không biết là cái gì mà nó màu xanh, nó có một cái lớp ở dưới, phải mình coi cái tên đó. Candy Idama Idamami. Dài quá. Cái này nó rất là dài. Cái món này rất là lạ luôn. Còn cái này nó giống như cái trứng cá cái tên của nó là Ikura Candy Ikura. Mình ăn vô mình có cảm giác như là mình đang ăn cái trứng cá rồi, cái trứng của con cá ở trong nó là một cục kẹo dẻo. Nhìn rất là đẹp mắt các bạn. Nhìn cũng thú vị nữa. Đây. Ở cái khoanh này. Cái tên này là tên gì? Candy Maki. Maki. Rất là mùi the the chua chua hơi ngọt. Trong mấy thứ này thì có cái này là ngon. Cái này cá lẫy Phật nhà rolling vừa ăn. Còn cái này nó cứng quá, con cá cái kẹo chao lì nó hơi bị cứng, nhai mỗi miệng. Giờ mình ăn thử cái này nha. Cái này nó có tên là Candy Uramaki. Đó. Nó có hai khoanh. Mình gỡ ra một khoanh.
là nhai không nổi. Nó có cái gâm mì be ở chính giữa. Đây, gâm mì be. Gâm mì be. Rồi thơm mùi chanh. Gâm mì thì nó dai quá. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhé, để mình có động lực mà làm những cái video kế tiếp. Mình sẽ cố gắng ra những cái video hay hơn để cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và để lại lên bình luận phía dưới. Ăn mỗi thứ một miếng mà nhai mỗi miệng. Nè, nguyên cục marshmallows. Có cái này là mình thích nhất. Thì cái này sushi nhưng mà nó làm bằng gâm mì với treo lì á. Ăn rất là lạ, cũng thích, cũng thấy ngon. Thì một cái hộp nó dày dày, một cái hộp nó gì là candy có 270 gram, 270 gram. Đó. Thì mình mua thử mình ăn cũng ngon, nhìn ra rất là đẹp mắt mà lạ nữa, làm quà đồ chắc là thú vị lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại trong video kế tiếp.